Chào các bạn, ước nguyện của tôi cho các bạn là các bạn quyết định trở thành chuyên gia tiếp thị mạng lưới. Bạn quyết định trở thành chuyên nghiệp bởi vì đó là một thực tế vững như bàn thạch rằng chúng ta có một phương cách tốt hơn. Bây giờ hãy ra ngoài và nói với thế giới. Sách nói, con đường trở thành chuyên nghiệp với ngành Network Marketing, tác giả Eric Worre, dịch giả Lê Thành Công. Anh chị và các bạn đang theo dõi video tại kênh BS Tài Phú. Để ủng hộ cho kênh, mời anh chị nhấn vào nút yêu thích, đăng ký kênh và chia sẻ video này nhé. Cuốn sách này dành cho nhà phân phối tiếp thị mạng lưới. Cảm ơn vì đã có can đảm để theo đuổi ước mơ của bạn. Lời cảm ơn. Tôi không phải là nhà văn. Tôi muốn nói với bạn ngay từ đầu như vậy. Chặng đường dẫn tới cuốn sách này rất dài và quanh co. Trên thực tế, tôi đã cố gắng làm điều này 6, 7 lần và thậm chí còn thuê một vài người viết phụ đề giúp. Nhưng cuối cùng thì chưa bao giờ tôi thấy hợp lý cả. Do đó, các bạn sẽ phải chịu đựng cách hành văn của chính tôi trong sách này. Tôi cũng không phải là người kinh doanh mạng giỏi nhất. Có nhiều người giỏi hơn tôi rất nhiều. Mặc dù tôi có thứ mà rất nhiều người gọi là một sự nghiệp thành công hoành tráng. Tôi tin rằng tôi đã phát triển kỹ năng chỉ ra được những người siêu thành công làm gì và diễn tả nó theo cách mà có thể dễ hiểu nhất. Tiếp thị mạng lưới có các thuật ngữ riêng của nó. Một số công ty gọi người của họ là nhà phân phối, các công ty khác thì gọi là thành viên nhóm. Và cũng có một số công ty gọi là đối tác thương hiệu, người xúc tiến hoặc là đối tác liên kết. Bất kể tên gọi là nhà phân phối hay bất cứ một thuật ngữ nào khác trong ngành này, đừng để nó làm bạn mất tập trung khi đọc cuốn sách này. Hãy tập trung vào nguyên tắc chứ không phải tên gọi. Nguyên tắc thì không bao giờ thay đổi, còn tên gọi thì thay đổi theo thời gian. Vì chúng ta bắt đầu chuyến đi này cùng nhau, có một vài người quan trọng mà tôi cần phải cảm ơn. Gửi người vợ tôi Marina, Chúa phù hộ cho ngày em sinh ra và Chúa phù hộ anh trong ngày mà anh tìm thấy em. Gửi các con của cha, Tyler, Alexandra, Daniela, Chandler và Dominic và các cháu của ông Ethan. Cha tự hào về tất cả các con. Cha không nghi ngờ gì rằng các con sẽ làm được những điều tuyệt vời trên thế giới này. Gửi cha mẹ và các thành viên trong gia đình, con không thể cảm ơn đủ cho tất cả tình yêu và sự hỗ trợ của cả nhà trong suốt cuộc đời. Tôi yêu gia đình của mình. Gửi hàng ngàn người bạn của tôi khắp thế giới, các bạn đã thực sự trở thành gia đình mở rộng của tôi. Tôi đã được nghe rằng tình bằng hữu là của cải. Tôi nghĩ điều đó là đúng, và vì có các bạn mà tôi là người giàu có. Gửi Chad Porter, Network Marketing Pro sẽ không hoạt động được nếu thiếu bạn. Cảm ơn bạn vì đã làm việc chăm chỉ và cống hiến. Tôi cảm ơn bạn rất nhiều. Gửi Melody Mahler Forsey, cảm ơn đã hiệu đính và giúp tôi sắp xếp cuốn sách này. Tôi không thể hoàn thành công việc mà không có chị. Và gửi tới ngành tiếp thị mạng lưới, cảm ơn vì đã cứu rỗi cuộc đời tôi từ năm 1988. Tôi đã trở thành con người tốt hơn nhờ đó và tôi sẽ mãi mãi biết ơn. Giới thiệu. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên được giới thiệu tới tiếp thị mạng lưới. Đó là vào tháng 1 năm 1988. Tôi mới 23 tuổi và bán bất động sản trong một công ty nhỏ do thuộc sở hữu của bố tôi và người bạn của ông ấy tên là John Joyce. Lúc đó tôi mới cưới vợ và có một cậu con trai. Tôi không đủ tiền để thanh toán các hóa đơn và tôi cảm thấy sợ hãi. Năm trước đó tôi có thu nhập khoảng 45.000 đô la hoa hồng, bất động sản, khoản tiền cũng tốt. Vấn đề là tôi đã tiêu khoảng 60.000 đô la và không tiết kiệm được chút nào để trả khoản thuế mà sẽ phải trả trong một vài tháng tới. Khi John Joyce đến bên bàn tôi ngày đó và nói, Eric, chú nghĩ là chú có một cách cho chúng ta để kiếm thêm tiền. Tôi đã trả lời, cho cháu biết thêm đi. Ông ấy nói thêm về một người bạn tốt
có điều gì đó cho chúng tôi xem và đã mời chúng tôi tới nhà ông ấy. Do vậy, tôi đã vào xe với John và bố tôi rồi lái tới đó để xem thế nào. Khi chúng tôi tới nơi, ông ta đưa chúng tôi vào phòng khách, nhét một băng cassette vào máy VCR và ấn play. Tôi ngồi xuống và xem đoạn video rất điên rồ. Nó toàn những tòa nhà đẹp và xe limousine cùng với những lời chứng thực của những người làm giàu chỉ sau một đêm. Nó quá cao xa đến mức tôi không thể tin được, nên tôi nói với mọi người rằng đây là một ý tồi và tôi không hứng thú lắm. Bộ lọc lý trí tự nhiên của tôi đã không thể tiếp nhận được điều này. Sau đó thì điều hay ho xảy ra. John và bố tôi nói, ok, điều này quá tệ, tuy nhiên chúng ta sẽ làm nó. Điều này có tác động lớn tới tôi, vì điều duy nhất tồi tệ hơn phá sản và nợ nần là suy nghĩ nhìn thấy hai người đó bắt đầu kiếm được nhiều tiền mà không có tôi. Do đó, tôi thay đổi thái độ, kéo bố tôi sang bên và hỏi ông xem có thể cho tôi vay tiền để đăng ký không. Ơn Chúa là ông đã đồng ý, vì việc quyết định trở thành nhà phân phối tiếp thị mạng lưới đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Khi tôi mới bắt đầu, tôi đối xử với việc kinh doanh của mình như hầu hết cách mọi người đối xử. Có nghĩa là tôi không đối xử với nó như một việc kinh doanh chút nào cả. Tôi đi làm, gọi vài cuộc điện thoại và hy vọng thời gian và vị trí của tôi là đủ để gặp may và kiếm chút đỉnh. Và ban đầu thì điều này có hiệu quả. Tôi đã kiếm được chút tiền và điều đó rất hứng khởi. Mặc dù tôi phải cho bạn biết một số điều. Trong một vài tháng đầu tiên đó, toàn bộ chiến lược của tôi là gọi thật là nhanh tất cả những mối liên hệ của cha tôi trước khi ông có thời gian liên hệ họ. Tôi nghĩ rằng nếu tôi gọi họ, nói rằng bố tôi và John Joyce đã tham gia và mời họ đi hội thảo hay xem video, để rồi nếu họ quan tâm thì cha tôi sẽ không tranh cãi ai là người có công lao vì tôi ở trong tổ chức của ông. Tôi có chút ít thành công với cách này, nhưng bạn cũng hình dung ra đó, nó không tồn tại được lâu. Bởi vậy, sau 3 tháng, kể từ khi tôi bắt đầu, thu nhập từ tiếp thị mạng lưới của tôi cạn dần. Và khi nó cạn đi, thái độ tích cực của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi bắt đầu đổ lỗi cho tất cả và cho mọi người vì sự không thành công của mình. Tuyến trên của tôi không hỗ trợ đủ, công ty không đào tạo đủ. Tôi không biết nhiều người, không ai tôn trọng tôi vì tôi còn quá trẻ. Tôi đổ lỗi cho sản phẩm, tôi đổ lỗi cho công ty, tôi đổ lỗi cho nền kinh tế, tôi đổ lỗi cho mọi người, chỉ trừ chính tôi. Nhưng tôi có một vấn đề lớn. Đổ lỗi cho thế giới không giúp chi trả các hóa đơn của tôi, và tôi đã ra khỏi ngành bất động sản sau khi nhận được tấm séc trả hoa hồng đầu tiên. Để có hoa hồng thực sự từ bất động sản thì sẽ mất rất nhiều thời gian và tôi lại không có bằng đại học, nên việc có công việc được trả lương cao là điều không tưởng. Nơi duy nhất tôi có thể đi để có tiền là trở lại tiếp thị mạng lưới. Do đó, tôi cúi đầu và quay lại công việc. Đầu tiên thì không dễ dàng chút nào. Trên thực tế, trong 3 năm đầu tiên, tôi đã xây dựng lại tổ chức của mình 7 lần. Tôi cứ đứng lên, rồi nó lại sập, và tôi lại dựng, rồi nó lại sập, liên tục và liên tục và liên tục như vậy. Sau 3 năm đó, tôi thấy còn tệ hơn cả thất vọng. Tôi đã hầu như mất hết sự hy vọng. Rồi sau đó, một thứ đã xảy ra, đã thay đổi cuộc đời tôi. Thực ra đó là sự kết hợp của hai thứ. Đó là đêm trước một sự kiện công ty và tôi xem một chương trình tin tức trên TV. Họ có một người khách mời là chuyên gia về một lĩnh vực mà bây giờ tôi không nhớ lĩnh vực gì. Điều xảy ra trong đầu tôi lúc đó là làm sao mà người đó lại trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó? Điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ được là họ chắc chắn đã phải quyết định trở thành người có kinh nghiệm, học tất cả những gì họ có thể học, đọc tất cả sách, nói với tất cả mọi người và học tới mức toàn diện để đến độ trở thành chuyên gia. Ngày hôm sau, tôi tới sự kiện công ty và xem các siêu sao bước đi trên sân khấu và tiếp theo một cảm giác giống như bị sét đánh vậy. Cuối cùng thì khoảnh khắc đó lóe sáng trong đầu tôi rằng tôi thực sự quyết định làm việc này.
tôi có thể trở thành một chuyên gia trong tiếp thị mạng lưới. Tôi có thể tập trung vào các kỹ năng. Tôi có thể thực hành cho tới khi tôi trở thành chuyên gia. Và không có ai có thể cản bước tôi. Cho tới thời điểm đó, tôi đã luôn đi tìm kiếm một bí quyết. Tôi luôn hy vọng gặp may. Tôi đã hy vọng bảo trợ một siêu sao mà sẽ thay đổi mọi thứ. Và tôi sợ tôi sẽ mất đi cơ hội của mình nếu nó không nhanh chóng xảy ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đã thay đổi. Tôi nhận ra rằng tôi không phải lo lắng về việc gặp may nữa. Thời điểm và vị trí cũng tốt đó, nhưng không cần thiết đối với thành công lâu dài của tôi. Tôi không phải lo lắng về tuyến trên, biết đúng người hoặc bất cứ thứ gì khác. Tất cả những gì tôi cần phải làm là trở thành chuyên gia. Bởi vậy, ngay ngày đó tôi quyết định thay đổi sự tập trung của mình và phát triển các kỹ năng để trở thành chuyên gia tiếp thị mạng lưới. Đó là ngày đã thay đổi cuộc đời tôi. Từ đó, cuộc đời tôi là chuyến đi tuyệt vời, tiếp thị mạng lưới trở thành sự nghiệp của tôi. Tôi có sự tự do thời gian hoàn toàn. Tôi đã gặp những con người tuyệt vời nhất trên khắp thế giới. Tôi có thể chạm tới và được chạm vào bởi cuộc sống của hàng trăm ngàn người, du lịch khắp nơi trên thế giới, đóng góp vào những điều quan trọng với tôi và quan trọng hơn cả là trở thành một người tốt hơn trong suốt cả quá trình. Tất cả những điều này đã xảy ra với tôi và cũng có thể xảy ra với bạn. Trong cuốn sách này, tôi sẽ đưa lại cho bạn những nguyên tắc căn bản có thể hướng dẫn bạn trở thành chuyên gia tiếp thị mạng lưới. Chúng đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong vài thập kỷ qua và tôi biết chúng cũng sẽ giúp ích cho bạn. Chào mừng bạn đến với chuyến đi mới đầy hào hứng.